Xin chào các quý vị. Hôm nay em lại lên sóng với các cái mẫu xe chủng loại mới cập bến tại cửa hàng Salon ô tô Hà Nội 1 của em tại địa chỉ số 1B đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại của em là 0968 680977. Em xin giới thiệu với các bác về một cái chủng loại xe của em mới về. Đây là em giới thiệu, đây một chiếc bán tải Navara được sản xuất 2015 phiên bản 2 cầu. Chiếc xe này được một chủ từ đầu đi rất là giữ gìn cẩn thận, cam kết các bác là không có một lỗi gì. Xe hiện tại em đang chào bán với cái giá 445 triệu. Còn đây là một chiếc xe Santa Fe, tuy đời hơi sâu nhưng chiếc xe cực chất, phiên bản là sản xuất 2007, phiên bản 7 chỗ. Chiếc xe này là bản full option. Hiện nay em đang chào bán với cái giá là 375 triệu, chiếc xe cực chất nhá, cam kết các bác là xe là em là không có một cái lỗi lầm gì cả. Đấy này là các bác qua salon của em là rất được yên tâm. Và em đã giới thiệu các bác đây là một chiếc xe này. Chiếc xe này là chiếc Lexus RX350 model 2010 và cũng là sản xuất 2010. Và chiếc xe này là bản full, là gồm có này rất là đủ, đã là cái dòng này đã đủ rồi thì là gồm có này rửa đèn pha này, rồi có hắt kính này, có cam 360 này, đấy, loa mắc lây này, cửa sổ nóc đấy, đấy giờ cơ bản là đủ như thế, ghế điện rồi cốp điện, nói chung là chiếc này rất rất đủ luôn. Màu trắng và nội thất cũng là màu xám, màu cam. Chiếc xe này hiện nay là em đang chào bán với cái giá là 890 triệu, chiếc xe cực mới luôn nhá, biển Hà Nội đấy, cam kết với các bác là không một lỗi lầm gì. Còn đây là một chiếc xe này, giới thiệu các bác qua chiếc xe này thì là CRV em cũng mới nhận cọc rồi. Đây là một chiếc Audi Q5 2010 này. Đây em cũng nhận cọc rồi nhưng em vẫn đang còn cái 2013, em để bên kia đây chuẩn bị tí quay đến. Còn đây là một chiếc Beat C250 được sản xuất cuối 2015 với ngoại thất là màu trắng và nội thất là màu kem. Xe cực mới, xe mới đi có 7 vạn. Chiếc xe này em bán với cái giá sát giá nhé, chứ xe này cũng không được mặc cả. Em bán chào bán với cái giá là 690 triệu nhé các bác nhé. Nó chỉ lộc lá thôi chứ gần không có mặc cả được. Chiếc xe này là cực kỳ chất luôn. C250. Đấy. Giờ xin mời ông quay em một tiếp này. Về đây là một chiếc Nissan. Đây là một chiếc Nissan X-Trail phiên bản full option, phiên bản 2.4. Được sản xuất cuối 2017, xe đi mới có hơn 4 vạn nhá, dàn lốp theo xe vẫn còn nguyên. Xe cực kỳ mới và chất, em phải cam kết với các bác nếu mà cùng đời 2017 này là không có cái số 2 luôn, có 102 luôn. Chiếc xe mới lắm. Chiếc xe này hiện nay em đang chào bán với cái giá là 465. Chiếc xe này em đang chào bán là 565 triệu. Hiện đang ở tại salon của em, rất mong các bác hãy qua để đi thử chiếc xe này. Chiếc xe này cực kỳ là chất luôn. Đấy. Còn đây là một cái xe Escape. Cái xe Escape này của em thì cũng mới về, em chưa có giá. Chiếc xe này có thể em báo giá sau. Và đây em quay vòng một vòng đây nữa, em xin giới thiệu các bác. Đây là một chiếc HR-V. Chiếc HR-V này được sản xuất 2018 nhưng sáng nay em cũng nhận cọc rồi. Và em quay luôn sang bên này, đây là một chiếc xe này này. Cái xe này hot hàng để cho các bác nào mà có nhu cầu về thay đổi xe từ xe 4 chỗ mà lên 7 chỗ mà để đi chạy dịch vụ này. Là một chiếc Fortuner bản G số sàn, máy dầu. Nha các bác nhá, đây là phiên bản G này. Đấy, đây. Đây, cái bản G đây, số sàn máy dầu. Xe này thì đi ít dầu lắm này. Chiếc xe này được sản xuất cuối 2014, em đang chào bán với cái giá là 530 triệu nha các bác nhá. Đấy, xe máy dầu đi thì tiết kiệm lắm này. Đấy, các bác có nhu cầu đổi là alo cho em luôn. Chiếc xe này là em đang chào bán 530 triệu đấy. Các bác hãy alo cho em số điện thoại là 0968 680977 là em gửi đầy đủ các thông tin chi tiết cho các bác. Còn đây, một chiếc Audi Q5, ui giời, chiếc này thì thôi cực kỳ chất luôn. Em cũng mới lấy về và vừa mới đi bảo dưỡng về. Xe thì chất lắm, đi cực trướng luôn. Chiếc Audi Q5 này là được sản xuất 2013. Nó khác với lại cái phiên bản 2010 là gồm có
đèn pha khác và vu lăng cần số nó cũng khác đấy, một số cái. Và chiếc này em đi thử rồi, dẫn động 4 bánh đi thích lắm. Trước em đi cá 2.10 đi sướng luôn các bác nhá. Mà giá hàng hiệu, mà giá đúng là giá nội địa luôn. Cam kết với các bác xe này không có một lỗi lầm gì nhá. Chiếc Audi Q5 ngoại thất là màu xám lông chuột và nội thất là màu sáng kem, chất xe cực chất luôn. Chiếc xe này hiện nay em đang chào bán với cái giá là 590 triệu. Mong các bác hãy qua để đi thử chiếc Audi Q5 này. Đấy, xin mời ông quay quay bên đằng sau này cho các quý khán giả để xem chiếc Audi Q5 này. Xe mới lắm, chất luôn. Đấy, các bác xem. Đấy, Audi Q5 2.0 luôn. Đấy, biển Hà Nội. Đấy. Còn đây em ra giới thiệu các bác tiếp là đây là chiếc này. Atit, hơi cổ kính một tí, xe nhập Mỹ luôn nhá. Phiên bản sản xuất 2005 nhưng mà xe nhập Mỹ số tự động, cũng là hàng hiếm đấy. Em đang chào bán cũng chỉ có 200 mấy thôi các bác, alo cho em. À, được các bác mà ví dụ mà mới học lái này, hoặc là mà mua cái xe morning morning các thứ đấy mà nó chỉ có 200 mấy thôi thì tội gì. Thì mua con này đi thì chất lừ luôn, số tự động nhá, mà lại nhập Mỹ nhá các bác nhá. À, xe Atit này. Đấy, em đang chào bán cũng chỉ có loanh quanh 275 triệu thôi. Xe đẹp luôn. Đấy. Đấy, nhưng mà ông quay quay một vòng. Đấy, đây là chiếc Atit đấy. Đó là Atit. Đấy, xin ông quay giới thiệu đây chiếc Prado. Đây là một chiếc Prado 2010. Chiếc xe này biển Hà Nội, xe đẹp. Hiện nay em đang chào bán với cái giá là 780 triệu. Đấy, cũng có thể thương lượng một chút. Đấy, mong các bác đấy, qua xem. Nên mời ông quay quay một vòng cho các bác xem. Đấy. Đấy, xe thực chất. Đấy, qua vừa rồi cái clip em giới thiệu với các bác, đây là một cái clip 2 ở các cái mẫu xe của em, và cái clip 1 em cũng đã giới thiệu rồi. Và rất mong các bác có nhu cầu cập nhật cái thông tin của những các cái xe trên, và có nhu cầu mà muốn sở hữu cho mình một chiếc xe, hãy alo cho em theo số điện thoại 0968 680977 để em gửi thông tin đầy đủ chi tiết cho các bác, cũng như là giá cả là chuẩn nét cho các bác. Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn các bác đã theo dõi cái clip này và chia sẻ giúp cho em. Em xin trân trọng cảm ơn.